vị, tuổi học trò được xem là lứa tuổi đẹp và hồn nhiên nhất. Ở mỗi thời kỳ trong đời sống con người, sự phát triển về thể chất và tâm lý cá nhân có quy luật riêng. Tuổi vị thành niên là lứa tuổi thiếu niên, nhưng đây là giai đoạn phát triển rất cao về thể chất và có những chuyển biến tâm lý hết sức phức tạp. Chính yếu tố tâm lý cũng như thể chất và nhân cách chưa hoàn thiện một cách đầy đủ này khiến trẻ em trong lứa tuổi vị thành niên hay bị khủng hoảng về tâm lý, dẫn đến những suy nghĩ và hành động sai lệch. Quý vị và các bạn thân mến, để giúp các em phát triển một cách toàn diện, trải qua những năm tháng trung học đáng nhớ tràn đầy màu sắc và sẵn sàng bước những bước chân vững chãi vào đời. Tất cả những điều hữu ích đó sẽ có trong cuốn sách Từ ghế nhà trường đến giảng đường đại học của Lý Nhật Thần. Sách do nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2016, dày 291 trang, khổ 13 x 20,5cm, hứa hẹn sẽ mang đến cho các em học sinh có những bí quyết học nhẹ nhàng, thi hiệu quả và sống hạnh phúc. Ai cũng có một thời tuổi trẻ. Tuổi trẻ là tuổi của ước mơ, hoài bão, khát vọng, tìm tòi và sáng tạo. Những ưu thế đó, nếu biết nắm bắt, chúng ta có thể chuẩn bị cho mình hành trang để bước vào đời một cách vững vàng, sẵn sàng dấn thân và dâng hiến. Chúng ta luôn khao khát trưởng thành, nhưng trưởng thành đâu chỉ đơn giản và trực tiếp như việc có một thân thể khỏe mạnh cường tráng hay một khuôn mặt được trang điểm rạng ngời. Trưởng thành cần đến sự dũng cảm để đối mặt với những thử thách sau khi rời vòng tay của cha, của mẹ và của gia đình. Trưởng thành cần đến khả năng để nỗ lực tạo ra không gian sinh tồn và phát triển bản thân. Trưởng thành cần đến khả năng gánh vác, tự chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình như một người lớn. Thưa quý vị và các bạn, tất cả những vấn đề và lời khuyên trong cuốn sách đều được đúc rút từ trải nghiệm của chính tác giả. Với cách diễn đạt gần gũi, mới mẻ và thú vị, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những dư vị lắng động và hữu ích. Sách hiện đang có tại Thư viện Lâm Đồng. Hãy đến để có trong tay cuốn sách ý nghĩa này, quý vị và các bạn nhé!